Thưa quý vị, thời gian bùng phát dịch vừa qua đã khiến nhiều dịch vụ như là quán karaoke, massage quán bar và trò chơi điện tử tại Hà Nội phải ngừng hoạt động vô thời hạn, khiến nhiều chủ quán lo lắng đứng ngồi không yên. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 1011/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, trong đó cho phép các dịch vụ này được mở cửa hoạt động trở lại. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, các đơn vị tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Yêu cầu các sở ngành, cơ sở kinh doanh dịch vụ, người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, các bộ ngành trung ương thành phố, các cơ quan đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung về phòng chống dịch theo nội dung tại công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2022 nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan khuyên cao khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ như là ho, sốt, khó thở, mất vị giác, không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành thành phố, văn hóa và thể thao, lao động, thương binh và xã hội, công thương, công an thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về nội dung chuyên ngành hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Đây hẳn là một tin rất đáng mừng cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ này phải không ạ? Và trước tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đã hạ nhiệt nhiều ngày, chúng tôi rất là hy vọng quý vị có thể mở cửa kinh doanh thật là xuân sẻ, mau chóng vượt qua được khó khăn, khôi phục lại cuộc sống trước đó. Quý vị hãy ghi nhớ và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mở cửa để đảm bảo sức khỏe bản thân, nhân viên cũng như khách hàng và duy trì tốt trạng thái mở cửa lâu dài.